How are you? Today I am review KA4. Một con ong lười biếng lazy bee. Một con cáo thật thà an ornery fox. Một con lợn chăm chỉ a hard working pig. Một con hổ thân thiện a friendly tiger. Một con nai dối trá this honest deer. Một con ruồi tự tin a confident fly. Một con cá heo vui vẻ a cheerful dolphin. Một con kiến buồn rầu a boring ant. Những tên hàng xóm không thân thiện unfriendly neighbor. Một con rùa lắm mồm a talkative turtle. Một nhà tiên tri ngu ngốc a sneaky prophet. Thank you, listen to me.